Sáng nay, ngày 10 tháng 11, lãnh đạo công an tỉnh Thừa Thiên Huế thông tin vừa phá thành công chuyên án tổ chức mang thai hộ và mua bán mô nội tạng cơ thể người. Đây là vụ án tổ chức mang thai hộ lớn nhất khu vực miền Trung Tây Nguyên và mua bán mô nội tạng cơ thể người có phạm vi toàn quốc. Theo thông tin ban đầu, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã phát hiện trên Facebook có nhóm mang thai hộ và tìm người mang thai hộ. Hiến chứng tại thành phố Hồ Chí Minh, Huế và Hà Nội. Các đối tượng này đã đăng tải nhiều bài viết mời chào dịch vụ nhưng lại không để lại thông tin liên lạc, chỉ liên hệ bằng hình thức nhắn tin riêng. Nhận thấy tính chất phức tạp của vụ việc, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương xác minh, điều tra. Bằng việc triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tiến hành xác minh giải quyết nguồn tin, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã lần theo từng đầu mối thu thập tài liệu, chứng cứ và truy bắt các đối tượng có liên quan. Qua đó, lực lượng công an xác định nhóm đối tượng gồm Trương Thị Thùy Trinh, sinh năm 1993, trú tại tỉnh Bình Thuận, Trần Tuấn Anh, sinh năm 1992, trú tại tỉnh Hà Nam, và Trần Việt Thành, sinh năm 1996, trú tại tỉnh Bắc Cạn, cùng thuê một căn hộ chung cư Nera ở phường An Đông, thành phố Huế để sinh sống. Theo khai nhận, hàng ngày, Tuấn Anh, Trinh và Thành thường xuyên đăng quảng cáo tại các hội nhóm trên không gian mạng để tiếp cận người có nhu cầu, liên hệ và đặt vấn đề với các gia đình hiếm muộn. Mỗi ca mang thai hộ có giá khoảng 450 đến 600 triệu đồng, hiến chứng là khoảng 25 triệu đồng, ghép thận khoảng 900 đến 1,45 tỷ đồng. Việc tuyển chọn người mang thai hộ và hiến chứng thường kèm theo các yêu cầu về sức khỏe, ngoại hình và độ tuổi. Đây là nhóm đối tượng hoạt động với nhiều hình thức tinh vi, có phạm vi hoạt động toàn quốc. Về hoạt động mang thai hộ, Trương Thị Thùy Trinh là đối tượng cầm đầu, có uy tín về làm thủ tục để đủ điều kiện mang thai hộ lớn nhất khu vực miền Trung Tây Nguyên. Qua quá trình theo dõi, thu thập tài liệu, cơ quan công an đã xác định Trinh cùng với Trần Việt Thành đã tổ chức mang thai hộ cho nhiều cá nhân trên toàn quốc. Riêng tại tỉnh Thừa Thiên Huế, vào ngày 29 tháng 5 năm 2023, Trinh đã tổ chức cho một trường hợp mang thai hộ thành công. Người mang thai hộ đã sinh được một bé trai tại Bệnh viện Trung ương Huế với hợp đồng thỏa thuận tổng cộng là 200 triệu đồng. Tại thời điểm phá án, lực lượng công an còn phát hiện Trinh đã thuê một địa điểm ở phòng 908C1, khu trung cư Xuân Phú, phường Xuân Phú, thành phố Huế, để nuôi hai đối tượng đang mang bầu. Về hoạt động tổ chức mua bán thận, đối tượng Trần Tuấn Anh cùng Trần Việt Thành đã tổ chức mua bán thận tại địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Qua đấu tranh khai thác, từ năm 2018, đối tượng Tuấn Anh đã đến bệnh viện tại Huế, vào khoa thận để tìm kiếm bệnh nhân có nhu cầu ghép thận, để lại số điện thoại và giao giá một quả thận từ 800 triệu đến 1,3 tỷ đồng. Theo phân công, Tuấn Anh tìm người có nhu cầu bán thận qua thành, mỗi trường hợp bán thận thành công, Tuấn Anh trả cho thành từ 100 đến 110 triệu đồng. Từ năm 2018 đến nay, Tuấn Anh đã tổ chức 8 ca ghép thận tại bệnh viện Trung ương Huế, trong đó có 4 ca thành công. Ngoài ra, trong chuyên án này, lực lượng công an còn phát hiện thêm nhóm gồm hai đối tượng là Nguyễn Thị Thu Hà, sinh năm 1986, trú tại Quảng Bình và Nguyễn Văn Ninh, sinh năm 1998, trú tại huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng. Từ tháng 7 năm 2020, Hà và Ninh sống với nhau như vợ chồng tại đường 3 triệu, thành phố Huế. Trong thời gian đó, cả hai đã đến một bệnh viện tại Huế tìm người có nhu cầu ghép thận để môi giới mua bán ghép thận. Được biết Mỗi ca ghép thận có giá từ 900 triệu đến 1,3 tỷ đồng. Trong số tiền trên, người hiến được nhận 450 triệu, còn các chi phí liên quan đến khám chữa bệnh, tiền phẫu thuật, nuôi ăn là khoảng 450 triệu đồng. Sau khi trừ các khoản, đối tượng Hà Văn Ninh đã thu lợi khoảng 100 triệu đồng cho mỗi ca môi giới ghép thận thành công. Từ năm 2020 đến nay, Hà đã môi giới cho khoảng 18 trường hợp, trong đó có 3 ca phẫu thuật ghép thận thành công. Còn đối tượng Ninh đã môi giới thành công 5 ca ghép thận và hỗ trợ Hà môi giới thành công một trường hợp. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với trường Thị Thúy Trinh, Trần Việt Thành về tội mang tài hộ vì mục đích thương mại theo điều 187 Bộ luật hình sự. Cùng với đó, 4 bị can là Nguyễn Anh Tuấn, Trần Việt Thành, Nguyễn Thị Thu Hà, Nguyễn Văn Ninh cũng bị khởi tố về tội mua bán chiếm đoạt mô hoặc bộ phận cơ thể người theo quy định tại điều 154 Bộ luật hình sự. Có thể thấy, thời gian qua, tình hình tội phạm mua bán người trên thế giới nói chung và tại Việt Nam nói riêng diễn biến khá phức tạp, với phương thức, thủ đoạn phạm tội ngày càng tinh vi, đa dạng. Đặc biệt, có sự cấu kết chặt chẽ giữa người mua và người bán môi giới, dẫn dắt, hình thành đường dây tội phạm liên tỉnh xuyên biên giới. Trước đó, vào ngày 24 tháng 10, Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh đã phê chuẩn các quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với nhóm đối tượng trong đường dây mua bán thận. Cụ thể, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh đã tiến hành bắt giữ 4 đối tượng gồm Bùi Tiến Lực, sinh năm 1986, Trần Thanh Hòa, sinh năm 1991, Nguyễn Thanh Phong, sinh năm 1990 và Phan Thanh Hải, sinh năm 1996. Các bị can trên bị khởi tố về tội mua bán bộ phận cơ thể người theo điều 154 Bộ luật hình sự. Báo cáo cho thấy, qua công tác phát động quần chúng nhân dân trong tố giác tội phạm, cùng nguồn tin do báo chí phản ánh, Công an thành phố Hồ Chí Minh đã tiếp nhận nguồn tin liên quan đến đường dây mua bán bộ phận nội tạng cơ thể người. Ngay sau đó, Ban giám đốc Công an thành phố Hồ Chí Minh đã chỉ đạo phòng cảnh sát hình sự PC02, Công an thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Công an huyện Bình Chánh cùng các đơn vị liên quan khẩn trương xác minh điều tra. Đồng thời, lực lượng chức năng cũng đặc biệt chú ý mở rộng diện bị hại để làm rõ toàn bộ đường dây, thủ đoạn hoạt động của nhóm. Cụ thể, phòng PC02 Công an huyện Bình Chánh đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ liên quan triển khai đồng bộ các biện pháp công tác, tiến hành xác minh, giải quyết nguồn tin về tội phạm nêu trên. Bên cạnh đó, Công an thành phố Hồ Chí Minh cũng đã phối hợp với Công an các tỉnh Ninh Bình, Thái Bình, Hưng Yên, Hà Tĩnh, Quảng Nam, Bình Định, Bà Rịa Vũng Tàu, Đồng Nai, Kiên Giang để thu thập tài liệu, chứng cứ truy bắt những kẻ trong đường dây đang lẩn trốn. Qua điều tra, vào năm 2017 Do cần tiền tiêu xài nên Bùi Tiến Lực, có hộ khẩu thường trú tại huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình, đã đăng bán thận trên các trang mạng xã hội và được một người đàn ông chưa rõ lai lịch liên lạc hỏi mua thận với giá 250 triệu đồng. Sau khi vào thành phố Hồ Chí Minh để bán thận, Lực quen biết lần lượt với Trần Thanh Hòa, Nguyễn Thanh Phong, Phan Thanh Hải. Lợi dụng nhu cầu cần cấy ghép tạng thận là rất lớn. Từ khoảng đầu năm 2022, bốn người trên hình thành đường xây mua, bán thận. Những người này tìm được người bán thận theo yêu cầu như về nhóm máu, độ tuổi, quê quán, sau đó sẽ báo lại cho người có nhu cầu ghép thận để thỏa thuận giá cả, tiến hành làm các xét nghiệm và lo ăn ở trong thời gian chờ ghép thận. Mặt khác, nhằm đối phó và qua mặt sự kiểm tra của bệnh viện, những người này sẽ tiến hành làm ra các giấy tờ cần thiết như giấy đăng ký kết hôn, giấy đăng ký khai sinh, xác nhận của chính quyền địa phương để bệnh nhân nộp làm thủ tục hiến thận và nhận thận. Theo thông tin đã điều tra, Công an xác định nhóm này đã thực hiện 28 giao dịch mua bán tạng thận, trong đó có 13 trường hợp đã cấy ghép thành công. Mỗi trường hợp cần mua thận, các bị can ra giá từ 400 triệu đồng đến hơn 1,1 tỷ đồng. Tuy nhiên, họ chỉ trả cho người bán thận từ 260 đến 400 triệu đồng và thu lợi bất chính hơn 12 tỷ đồng. Sau khi khám xét khẩn cấp chỗ ở của 4 bị can và những người liên quan, lực lượng chức năng đã thu giữ nhiều đồ vật có liên quan đến vụ án và chuyển sang giai đoạn củng cố chứng cứ mở rộng điều tra, xử lý nghiêm theo quy định. Trước thực trạng đáng báo động này, Bộ Công an cho biết các đối tượng mua bán người có xu hướng chuyển cách tiếp cận ban đầu với nạn nhân từ trực tiếp sang gián tiếp. Thông qua không gian mạng nên công tác phòng ngừa, phát hiện, điều tra, xử lý của lực lượng chức năng gặp nhiều khó khăn. Nạn nhân hiện nay không chỉ là phụ nữ, trẻ em, mà đã xuất hiện tình trạng mua bán nam giới, nội tạng và thậm chí là đẻ thuê. Chính vì vậy, ngoài sự vào cuộc của cơ quan điều tra, mỗi cá nhân cần ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề này chung tay bài trừ hành vi phạm tội tránh để các đối tượng có cơ hội rụ rỗ gây hậu quả đáng tiếc trong tương lai